Xin chào mọi người, hôm nay Trần Liêm hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cơ bản dòng đàn Yamaha BRE473. Giá hiện tại hôm qua là có khuyến mãi nhưng mà nhiều anh chị em chưa có mua được thì giá hôm nay là 8 triệu rưỡi nha cả nhà. Đó thì bây giờ cắm điện vô rồi đó, thì mọi người mở nút nguồn lên. Đó. Mọi người chờ chút xíu thì máy nó sẽ khởi động. Thì bình thường mặc định đây là cái volume tổng nè. Chỉnh chơi có nghĩa là chỉnh giảm âm lượng đó. Lớn nhỏ thì chỉnh vô đây. Đó. Rồi bằng để mình chơi một điệu, ví dụ bài Con đường xưa em đi, thì mình sẽ bấm ACMB là nút đầu tiên, bấm nhúng lúc này một cái để nó chia cái bàn phím thành hai phần, một phần là hợp âm, một phần là nốt solo. Bên đây là hợp âm đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn điệu. Bây giờ Con đường xưa em đi là ví dụ như đó là điệu bolero đi, thì Trần Liêm đã cài sẵn ở đây Ririt tới xanh đây, chỗ này là băng 1 nè. Mọi người bấm cho Trần Liêm số 1 một cái. Đó, bấm số 1 coi nó ra điệu gì cái đã. Điệu này chưa đúng nha, bấm số 2. Cha cha, số 3. Xì lô sợp, số 4. Đi chay ha. Rồi vậy để chọn điệu rumba thì bấm vô chữ style. Bấm qua chữ last memory. Đây chữ rumba, số là 292 đó, chữ rumba. Rồi chúng ta sẽ chọn tiếng sẵn ở trên đây. Ví dụ như chúng ta chọn guitar thì chúng ta bấm vô cái chữ void cái nè. Bấm chữ void rồi mới chọn nha. Bấm vô chữ guitar, ni lông guitar nè. Rồi ok, bây giờ bỏ bấm sinta, bỏ âm xuống là chơi thôi. Tay đi chơi, chỉnh lại rumba. Rồi đó. Rồi hôm nay mình sẽ điểm thôi. Rồi ok, trong cái trường hợp mà cái tiếng nó nhỏ hơn cái điệu ở đây nó lớn á, thì mình sẽ có cách chỉnh. Mình bấm nút accent đây, canop accent, nó sẽ tương ứng với cái chữ là canop accent ở dưới đây. Mình bấm 6 cái. Rồi bấm canop accent chức năng số 6, thì trên đây là volume ba lăng, có nghĩa là cân bằng giữa điệu với tiếng ở cái canop này. À rồi ví dụ như vậy, muốn âm lượng nó nhỏ xuống thì dặn qua đây, âm lượng nó sẽ nhỏ xuống mà cái tiếng này sẽ lớn lên, thì nó sẽ cân bằng giữa điệu với tiếng rất là hiệu quả luôn. Thì những cái dòng đàn E473 đời mới nó mới có chức năng này cho mọi người nha. Đó, về chú khách nhớ lưu ý giùm cháu là mở đàn lên rồi bấm cái canop là tới chức năng số 6 ở trên đây. Mình bấm nè, nó sẽ nhảy nè, 7 rồi 1 2 3 đó, 4 đó. 5 6. Rồi ok. Rồi muốn chọn điệu khác thì bấm vô chữ style. Rồi xoay bánh xe, ví dụ điệu cha cha thì chọn đây luôn. Rồi bấm sinh ta, bỏ âm xuống là chơi điệu cha cha cha. Đó. Men up này là báo trống nè. Này là phiên khúc, để điệp khúc này nó sẽ dò trống hơn. Dằn trống là nút này, xin top. Rồi, muốn đổi tiếng thì bấm chữ void, rồi mình sẽ chọn một cái tiếng bất kỳ rap đây. Đó. Ngoài cái chức năng này ra là để cân bằng giữa điệu với tiếng, mình còn một cái chức năng ở trong cái chữ function này nữa. Mình bấm vô chữ function. Mình xoay bánh xe đến cái chữ là M volume. Đây M volume đây. Rồi sau đó nhấn enter. Đó, số 0 đó, enter đó, bấm vô. Mình xoay bánh xe đến số 127. Đó, 127 nha. Đó, cái tiếng nó rất là lớn luôn nè. Đó, lớn hay nhỏ là mình có thể quyết định được. Và coi cái clip thật là kỹ thì mình sẽ thực hiện được nha. Rồi, đó là chọn điệu, chọn tiếng. Rồi, muốn chỉnh mà tempo nhanh chậm của một bài hát thì mình bấm vô chữ tempo ở đây nè. Bấm vô tempo, bấm vô đây, tempo nó hiện tại nó là 135. Nè nè. Rồi muốn cho chậm lại thì bấm vô xoay bánh xe, nó về còn 75, nó rất là chậm nè. Muốn nhanh thì xoay bánh xe lên đó. Đó, vậy thì mình có quyền điều khiển đó, chỉnh tempo nhanh chậm thì bấm vô nút này. Rồi sâm lơ là cái gì? Sâm lơ là những tiếng nhạc cụ ở bên ngoài đưa vô dành cho những mấy cây đàn đề cao á chú. Cây đàn này thì nó không có sâm lơ đâu, nó chỉ có USB chứa dữ liệu thôi. Còn sâm lơ á là những cái tiếng nhạc cụ thật, mà những cây đàn mấy chục triệu trở lên mới có nè. Ví dụ như cây 770 này giá của nó là 15 triệu mấy. Cái này có gài sâm lơ được. Gài này là gài vô đây nè. Này là sâm lin chứ không phải là sâm lơ. Sâm lin. Dạ, tại vì nó sẽ gán bộ nhớ nó vô được. Bây giờ chú bấm vô đây, chú bấm băng số 4, bấm vô một cái sẽ ra cái những cái điệu DJ đó chưa? Tiếng nè. Ờ, cái vấn đề đó lát con sẽ hướng dẫn sau, đang hướng dẫn cho chú sử dụng trước. Rồi ha, nó nhắc lại nè, chọn điệu nè thì bấm vô đây, rồi chọn tiếng thì bấm vô đây, rồi mình sẽ chọn, vậy là xong nha.
Rồi, vậy là xong đó. Còn mà ra và âm thanh đó thì ở đây. Ở sau nó có rất là nhiều cổng nè. Mình quan tâm đến cái cổng output. Đây, output ở đây nè. Mình nếu mà mình có một sợi dây á, thì mình cắm vô đây nó ra vàng, còn có hai sợi thì cắm vô hai đầu luôn thì rồi ra giảm thanh. Thì giảm thanh của mình cắm vô cái cổng micro hoặc là cắm cái nhỏ là input thì nó sẽ phát ra. Cái phòng lo của chú là lo kẹo kéo hả? Ừ. Được luôn. Bên con cũng có lo kẹo kéo nè, lát con mở thì chú nghe luôn ha, hướng dẫn chú cắm luôn. Có dây cắm. Dây cắm thì chú phải mua nha, chứ không có tặng kèm nha. Rồi ok, như vậy là xong nha. Về nhà chú xem lại thì chú sẽ clip này thì chú sẽ thực hiện được nha.